Thưa quý vị, thời gian gần đây, ngư dân Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung gặp nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi giá bán hải sản vẫn giữ nguyên, thậm chí là bị sụt giảm. Với quyết tâm vượt khó vươn khơi, bám biển, các ngư dân, chủ tàu cá đang tìm đủ mọi cách để tiết kiệm chi phí, đánh bắt hiệu quả nhằm bù lại phần nào chi phí nhiên liệu tăng. Giá nhiên liệu cao khiến chi phí đi biển của ngư dân hiện nay tăng từ 20 đến 25%. Khi chi phí đội lên cao, cùng với việc khan hiếm lao động biển và nguồn lợi thủy sản dần cạn kiệt, trong khi giá hải sản không đủ bù chi, đã làm lợi nhuận mỗi chuyến đi biển của ngư dân giảm đi rất đáng kể. Vì những nguyên nhân trên khiến các chủ tàu cá công suất lớn luôn cân nhắc trước khi ra khơi. Nói chung thì làm cái nghề biển này thì nói chung thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà ngư dân cũng đáng làm. Mà nói chung thì bây giờ thì coi như là hồi xưa thì coi như là nó cũng dễ, là lý do là coi như là dầu mỡ nó thấp, mà bây giờ thì dầu mỡ nó cao quá. Nhưng mà nói chung là vô cái mặt hàng rồi bán thì nó cũng không có ổn định gì mấy. Cho nên nói chung thì đi thì nghề là phải đi, chứ còn nói chung thì khó khăn là rất nhiều. Dù khó khăn là vậy, nhưng đã gắn bó với nghề biển, nhiều ngư dân vẫn nỗ lực vượt bão giá để vươn khơi. Để hoạt động khai thác hải sản hiệu quả hơn, nhiều chủ tàu đã tạo thêm nghề phụ để duy trì sản xuất. Các tổ đội nghề cá cũng được thành lập để cùng hoạt động nhằm hỗ trợ cho nhau trong việc bám biển. Thời gian bám biển được điều chỉnh lại để vừa đảm bảo năng suất, vừa tiết kiệm chi phí. Gió giàu của cô quá thì mình đăng ký hơn nghề thì cái nghề mua thần tiện thì mình lồm chẳng đỡ giàu bớt. Chứ còn một vùng biển thì mình phải giữ rồi. Chứ không lẽ trời gió giàu cô mình không đo bốn biển. Dầu mưa thì trời cao, thì không đi biển nữa thì trời làm nghề gì. Không có nghề gì làm hết. Bắt buộc phải đi biển để bảo vệ tổ quốc. Mà vừa còn gọi là cũng đời sống hàng ngày thôi. Cũng không làm giàu được. Hiện đang là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất trong năm cho nghề biển. Nhằm giúp ngư dân yên tâm bám biển, bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển. Thì trong quá trình làm thủ tục, các cán bộ của trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang luôn tuyên truyền bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Khi đi thì đi theo tổ đội và thường xuyên giữ cái liên lạc với đơn vị qua cái hệ thống thông tin liên lạc biển. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do giá nhiên liệu tăng cao, lợi nhuận từ nghề biển không còn nhiều như trước, nhưng ngư dân Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung vẫn không bỏ biển. Bởi với bà con, vươn khơi trong thời điểm hiện nay không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.